Gosu, nam thần có đời tư sạch nhất K-pop, yêu vợ chiều con, U50 vẫn đẹp đến nao lòng. Nhiều năm qua đi, Gosu không chỉ được hâm mộ bởi tài năng nghệ thuật ngoại hình điển trai, mà còn được thán phục bởi lối sống trong sạch bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc. Gosu, chàng lãng tử làm sao xuyến hàng vạn trái tim thiếu nữ. Sinh năm 1978, Gosu từng là mỹ nam nổi danh nhất nhì Hàn Quốc bởi khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng và khả năng diễn xuất thuộc hàng thượng thừa. Gosu bước vào làng giải trí từ năm 20 tuổi. Những ngày đầu chập chững bước vào showbiz, chàng trai trẻ tuổi ngày ấy đã nhận được vô số lời khen vì ngoại hình nổi bật với sống mũi thẳng, khuôn mặt đầy nam tính và đôi mắt đậm chất tình. Theo Naver, thời mới gia nhập làng giải trí, Gosu gây ấn tượng với các nhà làm phim và fan nhờ vẻ lãng tử, gương mặt điển trai, sống mũi thẳng cùng hàng lông mày rậm. Thời điểm đó, Gosu thường để tóc dài phủ trán mốt của những năm cuối thập niên 1990 đầu thập niên 2000. Không chỉ gây ấn tượng về nhan sắc, Gosu còn nhận được rất nhiều lời khen về khả năng diễn xuất. Gosu xuất hiện lần đầu trong một đoạn quảng cáo thức uống trên truyền hình, diễn cảnh anh đang đợi bạn gái tan học. Vào năm 1998, anh xuất hiện trong một vai phụ trong một video ca nhạc của ban nhạc Precision Last Promise. Anh có bước nhảy đầu tiên vào truyền hình vào năm 1999 khi tham gia bộ phim sitcom của đài MBC Zoom. Vẻ ngoài đẹp trai và nụ cười dễ thương của anh trong phim gợi khán giả nhớ đến Choi Hyun Jae và Jisung. Anh cũng nhận được những lời khen ngợi từ giới phê bình khi xuất hiện trong phim truyền hình Piano vào năm 2001. Một bài phê bình đã miêu tả anh như một diễn viên thực thụ. Piano là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh, được sản xuất bởi đài truyền hình SBS, nơi anh được mời ký một bản hợp đồng. Kể từ đó, tất cả các phim truyền hình anh đóng đều được SBS sản xuất. Sự biến hóa tài tình trong các vai diễn khiến Gosu trở thành bảo chứng rating cho nhiều bộ phim truyền hình. Giới chuyên môn khen ngợi anh diễn xuất có chiều sâu nhạy bén. Các phim nổi bật của anh gồm Jump, Phím Dương Cầm, Song, Mary a Millionaire, Lấy Chồng Triệu Phú, The Return of President Young, White Nights, Will It Snow for Christmas, Tuyết Có Rơi Vào Đêm Giáng Sinh, Lớp 911. Nổi tiếng điển trai diễn xuất tốt, Gosu còn rất được lòng đồng nghiệp và các đạo diễn, nhà sản xuất bởi tính tình điềm đạm, chín chắn của mình. Các đạo diễn kể lại rằng mỗi khi đến phim trường, Gosu thường ít nói, chăm chỉ nghiên cứu kịch bản và rất nghiêm túc với các tác phẩm của mình. Nhiều người từng hiểu nhầm rằng anh không hòa đồng, nhưng thực ra do bản tính ngại ngần ít nói nên không biết bắt chuyện với mọi người. Quản lý của Gosu cũng từng tiết lộ rằng nam diễn viên rất xấu hổ khi ai đó khen anh đẹp trai. Cậu ấy thuộc tiếp người hay xấu hổ ngại ngùng, mỗi khi được khen lại đỏ mặt nói rằng mình không được như vậy. Nam diễn viên từng được đặc biệt danh Go Rùa vì sự bình tĩnh hiếm có của mình. Từ khi bước vào làng giải trí, Gosu luôn tuân thủ một nguyên tắc nghệ sĩ nói chuyện bằng tác phẩm. Chính vì thế, trong suốt 20 năm sự nghiệp, mọi thông tin về đời tư của Gosu dường như được giữ kín hoàn toàn. Ông bố ba con mẫu mực bậc nhất của làng giải trí Hàn. Giữa đỉnh cao sự nghiệp, tháng 3 năm 2011, Gosu bất ngờ vào fan cafe, fan club của fan và thần tượng để chia sẻ thông tin với các fan rằng mình đang hẹn hò. Theo tâm sự của Gosu, bạn gái sinh năm 1989, nhỏ hơn anh 11 tuổi và hiện đang học tại trường mỹ thuật. Nam diễn viên cũng cho biết hai người quen nhau từ năm 2008 thông qua bạn bè hai bên. Trong chia sẻ của mình, nam diễn viên cũng khẳng định nếu có tin vui sẽ lại vào fan cafe chia sẻ cùng fan. Gần một năm sau, tháng 1 năm 2012, Gosu tiếp tục xuất hiện trên fan cafe với một lá thư tay thông báo rằng mình sẽ kết hôn vào ngày 17 tháng 2. Chính vì cách hành xử vô cùng văn minh với thông tin tình cảm của mình dành cho fan, nên người hâm mộ đã vô cùng tôn trọng Gosu. Trước đó, anh cũng từng tuyên bố rằng anh muốn là người tự thông báo những sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời mình cho fan hâm mộ, thay vì việc họ phải nghe từ báo chí hay bất kỳ ai khác. Ngày ấy, người ta gọi vợ của Gosu là fangirl thành công nhất xứ Hàn. Được biết, vợ của Gosu, Kim Hye-yeon, vốn là fan hâm mộ của anh. Kim Hye-yeon luôn xuất hiện tại các buổi ra mắt phim hay các sự kiện mà Gosu có mặt như một fan hâm mộ bình thường. Sau này, thông qua một số người bạn làm trong nghề giải trí, Kim Hye-yeon đã được giới thiệu gặp gỡ Gosu trong một buổi ra mắt phim của nam diễn viên vào năm 2008. Gosu tiết lộ rằng ngay lần gặp đầu tiên, suy nghĩ kết hôn với cô ấy đã thoáng hiện trong đầu. Dù vậy, tôi vẫn khá dày dặn trong những lần hẹn đầu tiên. Từ tháng 8 năm 2010, tôi đã xác định rằng cô ấy chính là người tôi muốn gắn bó suốt đời. Mặc dù những hình ảnh về Kim Hye-yeon vô cùng hiếm hoi, nhưng thông qua một vài tấm ảnh cũ, ai cũng phải thừa nhận rằng vợ của Gosu chẳng thua kém gì những ngôi sao nữ hàng đầu showbiz về nhan sắc. Được biết, Kim Hye-yeon vốn là hoa khôi của trường mỹ thuật khi ấy. Một năm sau khi kết hôn, Gosu và Kim Hye-yeon chào đón con trai đầu lòng. Tiếp đó, năm 2015, cô tiếp tục sinh thêm con gái thứ hai. Năm 2017, cặp đôi lại đón thêm một bé trai kháu khỉnh. Rời xa ánh đèn màn ảnh và hình ảnh người của công chúng. Khi ở nhà, Gosu nổi tiếng là một người chồng, người cha tốt, luôn yêu thương vợ con hết lòng. Anh được đánh giá là ông bố ba con mẫu mực bậc nhất làng giải trí Hàn.
Nhiều năm qua đi, Woo-soo vẫn là tượng đài thanh xuân của nhiều cô gái. Sau khi kết hôn và sinh con, hình ảnh về vợ và các con của Woo-soo vẫn được giữ kín. Theo nam diễn viên, đây như là một cách để anh bảo vệ gia đình và vợ mình. Trở lại showbiz sau một thời gian dài tập trung cho gia đình, Woo-soo vừa gây dấu ấn với bộ phim y khoa Heart Surgeon đầy kịch tính. Thời gian qua đi, khả năng diễn xuất tài tình và tinh tế của Woo-soo vẫn làm nhiều người phải mê mẩn. Hiện tại, Woo-soo đã 44 tuổi, hạn chế đóng phim hơn và theo đuổi hình tượng người đàn ông lịch lãm. Trong năm nay, ngoài phim điện ảnh Bystander, khán giả dự kiến sẽ được gặp lại Woo-soo ở Missing 2, phần tiếp theo của tác phẩm đình đám Missing the Other Side. Nội dung phim Missing the Other Side, mặt trái của mất tích, kể về Kim Quốc Woo-soo là một tay chuyên lừa đảo để kiếm sống. Một ngày nọ, anh tình cờ đến ngôi làng nhỏ Tuen, nơi nổi tiếng là chốn trú ngụ của các linh hồn lạc lối. Tại đây, anh phải đối mặt với vô số điều bí ẩn. Tại làng Tuen, Kim Quốc cũng gặp gỡ một số người và cùng họ khám phá những điều bí ẩn tại ngôi làng này. Đó là Chan Ban Seok, He Chun Ho, là người kết nối làng Tuen và thế giới bên ngoài. Còn Lee Chong Ma, An Seo Hee, là một hacker luôn ủng hộ Kim Quốc. Người thứ ba là Shin Chun Ho, Ha Chun, là một thám tử ưu tú. Một tháng trước đám cưới, vị hôn thê của anh biến mất. Phim của Woo-soo đóng nhận được nhiều lời khen của khán giả nhờ nội dung hấp dẫn. Diễn xuất của anh cũng được đánh giá cao. Nhờ vậy, Woo-soo tiếp tục có tên trong danh sách các diễn viên chính trong phần 2 của bộ phim này.